Mặt trời vĩ đại. Nói quý vị biết một bí mật rất đặc biệt mà có lẽ chưa có ai từng nói với quý vị. Nếu một người có lòng tốt và không làm hại một ai, không nhất thiết là người đó làm điều gì tốt cho ai, mà chỉ không làm hại. Và nếu người đó theo lối dinh dưỡng thuần chay, dù bắt đầu khi đã lớn tuổi, tôi không cần biết lúc nào. Và nếu mỗi ngày người đó chỉ nhìn lên mặt trời và xin được gia trì, xin được thăng hoa về mặt tâm linh, họ sẽ đạt một đẳng cấp tâm linh rất cao, thậm chí có thể là đẳng cấp thứ năm. Nếu một người không phải thuần chay nhưng vẫn nhìn vào mặt trời và xin được gia trì, xin được nâng cao về tâm linh, thì người đó chỉ đạt đẳng cấp thứ ba. Tôi tiếc phải nói như vậy. Đó là một khác biệt lớn. Khác biệt hai đẳng cấp. Không chỉ khác biệt hai đẳng cấp, chỉ là đẳng cấp thứ năm là mức giải thoát tối cao cho loài người sinh ra trên địa cầu này. Và một điều là không phải mặt trời phân biệt quý vị ăn gì. Thật ra mặt trời không màng. Mặt trời không phê phán mà chỉ gia trì con người, chỉ làm cho con người hạnh phúc, chỉ làm cho mọi thứ tăng trưởng và làm cho địa cầu tươi vui. Nhưng nếu chúng ta ăn thuần chay thì có nghĩa là chúng ta có ít gánh nặng hơn và thượng đế tánh của mình ít bị che phủ hơn, và do đó dễ cho mặt trời nâng chúng ta lên đẳng cấp thứ năm. Khi chúng ta ở trên địa cầu này, mặt trời là đấng duy nhất có thể làm điều này. Thí dụ tất cả chúng sinh đều đang gia trì cho chúng ta, như tôi đã đề cập trong những bài khai thị khác. Tất cả chúng sinh đang gia trì chúng ta, bao gồm loài vật, cây cối, đá sỏi, núi non, sông ngòi, ao hồ và biển cả. Nhưng thí dụ nếu một người thuần chay và ngồi trên bãi biển mỗi ngày và nhìn vào biển hoặc tắm trong biển có lẽ nửa tiếng mỗi ngày và xin biển gia trì cho họ hoặc thăng hoa cho họ về tâm linh, thì người đó chỉ sẽ đạt đến đẳng cấp thứ ba. Cho nên mặt trời rất vĩ đại, vĩ đại, vĩ đại. Những tinh cầu vật chất. Vấn: địa cầu này có phải là tinh cầu vật chất duy nhất không? Nếu không thì còn những tinh cầu khác trong Thái Dương hệ không? Sư phụ: có, còn nhiều nữa, nhiều nữa. Nhiều tinh cầu vật chất khác có người giống như chúng ta hoặc tương tự. Vấn: sư phụ có lần nói rằng có chúng sinh sống trên những tinh cầu khác trong Thái Dương hệ. Tinh cầu như là mặt trăng hay là kim tinh, và ý thức của họ cao hơn loài người. Sư phụ: không nhất thiết như vậy. Chúng sinh trên mặt trăng họ thuộc đẳng cấp thứ ba hay thứ tư. Chúng sinh trên mặt trời cũng vậy, tương tự, nhưng họ không phát triển như mình. Một số người mình không có đẳng cấp cao như họ, nhưng hiện tại mình đang bắt kịp với họ. Một số chúng sinh đẳng cấp cao hơn những chúng sinh trên mặt trăng hay mặt trời, thí dụ vậy. Bởi vì họ là chúng sinh vô hình. Chúng sinh vô hình hay hữu hình nào cũng vậy, họ sinh ra với đẳng cấp thấp hơn hay cao hơn. Nếu không có vị thầy tâm linh dạy dỗ, họ sẽ ở nguyên như vậy. Họ không bị vấn đề gì cả, nhưng họ không thay đổi. Trong cảnh giới vật chất này, chúng ta được lợi điểm là ở trong thân thể con người, tu hành tiến bộ nhanh hơn nếu mình có minh sư hướng dẫn. Nhưng tinh cầu vật chất này quá nhiều đau khổ. Trên mặt trăng, mặt trời hay một số hành tinh khác thì không. Họ không biết khổ là gì. Họ không có chữ đó trong từ điển. Thậm chí họ không có từ điển. Họ không cần tiếng nói. Họ vui hưởng hòa bình, hạnh phúc, ổn định và lạc phúc tâm linh. Họ vui hưởng thần giao cách cảm. Họ phát triển rất cao. Nhưng chúng ta được lợi ở chỗ chúng ta có thân thể và có đau khổ để thúc đẩy mình tu hành cho lẹ hơn. Trên mặt trăng, mặt trời chẳng hạn, họ không có vấn đề gì cả. Lúc nào cũng hưởng thụ hỷ lạc, không cần tu hành gì nữa hết. Cho nên rất hiếm khi họ nhảy lên được đẳng cấp thứ năm như con người ở dưới này. Chúng ta có thể nhảy lên đẳng cấp thứ năm, nhưng hỡi ơi, phải trả giá tới cỡ nào? Ngay cả minh sư trả giá quá cao. Minh sư nào cũng phải trả. Hãy nhìn Giê-xu,
nhìn Mohammed, nhìn Đức Phật, nhiều minh sư khác vân vân. Hãy nhìn những minh sư đạo Sikh chẳng hạn, họ bị bức hại, họ bị khủng bố, thậm chí còn bị lột da sống. Họ bị đủ thứ. Họ bị đối xử tàn nhẫn vì họ là minh sư ở tinh cầu vật chất này. Nếu là minh sư, dù là ở hành tinh Atula, họ không bao giờ bị như vậy. Ngay cả tinh cầu Atula cũng không ai khủng bố họ ở đó. Những chúng sinh ở đó, dù là chúng sinh Atula, họ cũng mẫn cảm hơn đối với giáo lý. Họ tiếp nhận giáo lý dễ dàng hơn. Cái gì ở tinh cầu vật chất này cũng là địa ngục, khó khăn, tại vì mình có thân thể này. Thân thể là một phương tiện đẹp đẽ, nhưng cũng là một sự cản trở lớn lao, gây ra đủ thứ phiền phức, gây chiến tranh giữa các quốc gia, chiến tranh giữa các tôn giáo, gây chiến tranh giữa các tôn giáo, chiến tranh giữa các quốc gia, chiến tranh giữa mọi người với nhau, trong gia đình với nhau, giữa chồng và vợ. Cũng chỉ vì thân thể này, có trí óc và bộ óc trong đó và nó được lập chương trình theo nhiều cách khác nhau. Không có hai chương trình nào mà không giống nhau. Cho nên chúng ta hay xung đột với nhau, do đó mà sinh ra rất nhiều vấn đề ở tinh cầu này. Nhưng nó cũng là công cụ tốt lắm rồi. Giống như con dao hai lưỡi, biết không? Khó điều khiển. Các chúng sinh tinh cầu. Vấn, con có câu hỏi về hành trình và mặt trăng. Con hay nghĩ tới mấy chuyện này từ lâu. Tinh cầu là hiện thân của chúng sinh nào, và họ vĩ đại như thế nào, và đẳng cấp của họ là gì? Sư phụ, cũng tùy vào đẳng cấp tu hành của họ. Thí dụ mặt trời là đẳng cấp thứ tư, thí dụ ha, cả khối mặt trời và những chúng sinh sống trên đó, một số là đẳng cấp thứ tư, một số thì thứ ba. Những chúng sinh sống trên mặt trăng cũng tương tự, cái này mình nói hoài không hết. Mỗi chúng sinh có những thành quả tu hành khác nhau, và họ hiện thân trong những hình dáng khác nhau để giúp người khác và để cho họ tiến bộ. Vì càng giúp người khác, họ càng phát triển cao hơn về tâm linh, giống như chúng ta vậy. Bao nhiêu chúng sinh sống trên đó, có phải câu hỏi vậy không? Không, cái này không đếm được. Đừng lo chuyện đó. Họ không quá đông dân như chúng ta đâu. Vấn, có phải những hành tinh đó sinh ra những chúng sinh sống trên ấy? Sư phụ, không, không nhất thiết như vậy, không nhất thiết như vậy. Như chúng ta sống ở địa cầu, nhưng không nhất thiết địa cầu là cha mẹ của chúng ta. Chúng ta đôi khi gọi là mẹ địa cầu, nhưng đây chỉ là cách nói thôi. Vấn, vì địa cầu chăm sóc cho chúng ta. Sư phụ, vì địa cầu rất tử tế. Địa cầu nuôi dưỡng tất cả chúng sinh, không phân biệt, cho nên chúng ta gọi địa cầu là mẹ địa cầu, và điều đó chính đáng, cũng tốt. Nhưng tất cả chúng sinh đều từ Thượng Đế mà ra. Bí mật về kim tinh. Vấn, thưa sư phụ, các khoa học gia tường trình rằng sự hiện diện của nước trên kim tinh cho thấy đã từng có sự sống trên đó. Và họ tin rằng hiện nay có sự sống của vi sinh vật. Kim tinh đã từng có sự sống giống như địa cầu chăng? Sư phụ, có, đã từng có. Tôi từng đề cập là có bốn kim tinh. Chúng được đặt tên như vậy bởi vì tương tự nhau. Tương tự về kích thước, về phong cảnh, về vẻ đẹp. Hai trong số đó đã bị hủy diệt. Một kim tinh bị hủy diệt chúng ta hiện vẫn thấy. Với khí nóng trên khắp hành tinh và tất cả sự sống đều bị hủy diệt. Một kim tinh bị tiêu hủy hoàn toàn, nổ tung, tan thành tro bụi trong một khoảnh khắc bất ngờ. Chỉ có hai trong số đó sống còn vì xã hội của họ chuyển sang thuần chay. Vấn, tai họa gì đã xảy ra trên kim tinh? Sư phụ, các khí nổ và khí độc từ chăn nuôi gia súc và chúng kích hoạt các khí độc khác từ mọi phía. Và rồi cả hành tinh nổ tung trong vòng vài tuần, 8 hay 9 tuần gì đó. Mọi thứ tiêu hủy hoàn toàn do vụ nổ lớn từ dưới lòng đất, như cách nối lửa nổ, cùng với khí độc từ đại dương và dĩ nhiên từ thú vật.
Tất cả hợp lại làm nổ tung toàn bộ hành tinh. Toàn bộ dân số đều chết vì các khí nổ và khí độc. Hiện tại chúng ta vẫn còn hai kim tinh rất đẹp, tân tiến hơn nhiều về kỹ thuật so với địa cầu chúng ta. May mắn thay, trên những kim tinh này chỉ có 1/4 dân số là ăn thịt và cũng ăn rất ít. Và phần còn lại 3/4 đều ăn chay hay thuần chay. Do đó họ giữ được hành tinh của họ. Hai hành tinh kia bị hủy diệt. Một hành tinh đang nóng sôi sục không thể ở được. Còn hành tinh kia biến mất hoàn toàn. Có một thứ khí độc đã tích tụ bên dưới bề mặt kim tinh đó. Không phải kim tinh đang nóng hiện nay, mà là kim tinh bị nổ tung. Khí độc đã tích tụ trong lõi của hành tinh đó. Hành tinh này có lõi trống bên trong và khí độc đã tích tụ trong đó cũng như tích tụ trong bầu khí quyển của hành tinh. Bởi vậy, kim tinh đó, tôi gọi là kim tinh thứ tư, đã biến mất hoàn toàn như tro bụi, nổ tung. Toàn bộ hành tinh biến mất, không chỉ con người. Thật buồn. Vấn: khi thảm họa khí hậu xảy ra, có ai thoát khỏi không? Họ làm sao để sinh tồn? Và có bao nhiêu chúng sinh đã sống sót? Sư phụ: không ai cả, tất cả đều tiêu tùng, tan biến. Một số chết lập tức, một số chết từ từ và đau đớn. Trong vòng vài tuần, tất cả đều bị tiêu hủy. Loài người, loài vật, cây cỏ, toàn bộ. Bất cứ gì từng hiện hữu trên kim tinh nóng này đều tiêu tùng trong thời gian vài tuần. Kim tinh thứ tư biến mất hoàn toàn. Chỉ trong vài phút, nổ tung. Vấn: đáng buồn thật. Sư phụ: phải, rất buồn. Và lý do chính của sự tuyệt chủng của hành tinh thứ tư là vì họ có lối sống rất hung ác. Họ không cần biết đến Thượng Đế hay chuẩn mực đạo đức nào cả. Bất cứ ai chống lại họ hay thuyết giảng điều gì như tự tánh thiêng liêng hay Thượng Đế là tức khắc bị giết. Nhưng như kiểu bị tra tấn, cái chết tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất và chậm nhất có thể. Đó là một hành tinh khủng khiếp, những hành tinh khủng khiếp, hai kim tinh bị tiêu hủy đó. Dù họ vô cùng tiến bộ về kỹ thuật, họ không có chút tâm linh và chuẩn mực đạo đức nào. Bất cứ ai dám nói điều gì không được chứng minh bằng vật chất, người đó bị xem là phù thủy hay bất cứ tên gì họ muốn gọi, nghĩa là một người rất vô dụng, một người xấu và nguy hiểm. Họ lo rằng loại người này sẽ đầu độc tâm trí của cư dân hành tinh, nên họ tiêu diệt bằng cách tàn nhẫn nhất trước công chúng để mọi người biết đến, và không ai thậm chí dám nghĩ đến chiều hướng đó nữa. Họ chỉ tập trung vào việc phát triển máy móc, kỹ thuật, và họ có đời sống rất thoải mái, cho nên họ tin vào điều đó. Họ nghĩ không còn điều gì khác tốt hơn điều này, tốt hơn thiên đường của họ vào lúc đó. Vấn: họ có bao nhiêu thời gian? Họ có hành động gì không? Hay lúc đó đã quá muộn? Sư phụ: quá muộn, họ không có thời gian gì cả. Chỉ trong vòng vài tuần, toàn bộ hành tinh bị hủy diệt. Bị hủy diệt vì khí độc từ chăn nuôi gia súc. Dĩ nhiên nó kích hoạt những khí độc khác từ đại dương ấm áp. Tương tự như tình trạng của địa cầu chúng ta hiện nay, sự việc xảy ra quá nhanh, họ thật sự không có thời gian. Họ không thật sự quan tâm về lối ăn chay. Họ không thật sự tìm hiểu bất cứ chiều hướng tâm linh nào. Vấn: sự hủy diệt của kim tinh xảy ra lúc nào? Sư phụ: hàng tỷ năm về trước, rất lâu trước khi thảm họa xảy ra cho hỏa tinh. Và kim tinh chúng ta đang nói tới là số 1, và những kim tinh kia là số 2. 3. Kim tinh thứ nhất và cuối cùng, kim tinh thứ tư đã gặp rắc rối. Vấn: người kim tinh tiến bộ về kỹ thuật tới mức nào trước trận đại hủy diệt? Sư phụ: rất tiến bộ, hơn chúng ta nhiều. Đáng buồn chỉ có tiến bộ kỹ thuật, không có gì khác, và đó là lý do. Họ hơi quá thiên về vật chất. Họ rất tự hào về thành tựu của họ và chú ý rất ít đến phẩm chất thiêng liêng của thiên quốc nội tại. Họ quá tự hào.
Họ có quá nhiều lợi thế từ kỹ thuật. Họ nghĩ là họ là thượng đế. Họ nghĩ có thể làm bất cứ gì họ muốn, gần như bất cứ gì trên phương diện vật chất. Vấn: Kim tinh có vị minh sư nào trước khi bị hủy diệt không? Sư phụ: Có, nhưng đều bị họ tiêu diệt ngay lập tức. Tôi đã nói rồi, họ quá tự hào về thành tựu vật chất và quá kiêu ngạo để lắng nghe bất cứ ai nói về những điều trừu tượng như thượng đế hay giá trị của thiên quốc nội tại hay chuẩn mực đạo đức vân vân. Do đó không có minh sư nào sống sót, và sau này dĩ nhiên không có minh sư nào được cử đến đó. Chỉ vài vị vào lúc đầu và bị họ tiêu diệt hầu như ngay lập tức. Vấn: Cư dân Kim Tinh có giải pháp như là thuần chay trước trận đại hủy diệt không? Sư phụ: Không, họ không biết gì về thuần chay, về lòng từ bi, về sự liên kết giữa mọi sự sống. Đó là lý do họ đi đến một kết cục bi thảm như vậy, tồi tệ hơn cả hỏa tinh. Vấn: Thưa sư phụ, có bao nhiêu người tu hành vào lúc đó? Sư phụ: Bao nhiêu người? Không ai cả. Rất tiếc về điều đó. Chỉ kim tinh này. Vấn: Kim tinh có bao giờ có cơ hội liên lạc với hỏa tinh trước khi tai họa xảy ra? Sư phụ: Không, họ không liên lạc với nhau. Hai kim tinh bị hủy diệt, họ không có nhiều phẩm chất tâm linh. Họ không có thần giao cách cảm, không gì cả. Bởi vì họ chỉ tập trung phát triển phương diện vật chất. Họ không quan tâm đến việc tu hành. Đó là lý do họ bị hủy diệt. Hỏa tinh khá hơn chút, nhưng tinh cầu này thì không. Trên kim tinh này, kim tinh nóng, thậm chí trung tâm của hành tinh hiện vẫn còn đầy khí nóng và độc, cho nên không sự sống nào có thể tồn tại. Có lẽ có vi sinh vật sống ở đó, nhưng vô dụng cho chúng ta hoặc bất cứ người nào cư ngụ nơi đó, nếu quý vị có thể đến đó được. Kích thước của kim tinh bị hủy diệt này tương tự như hỏa tinh. Vấn: Những người không cứu được kim tinh có phải tái sanh vào một hành tinh khác để chuộc lỗi lầm? Chẳng hạn, như người địa cầu ngày nay đang đối mặt với ham nóng toàn cầu. Sư phụ: Những người này đã tái sanh vào một cảnh giới như địa ngục một thời gian rất lâu, hàng ngàn năm. Và rồi sau đó họ được phép sinh làm người, nhưng ở một thế giới vô cùng khủng khiếp. Nơi đó họ luôn phải sống trong sợ hãi, buồn phiền và thống khổ tinh thần. Tương tự như địa ngục. Vấn: Thưa sư phụ, thật kinh hoàng khi biết những điều này. Sư phụ: Đúng vậy. Nó khiến tôi cảm thấy nhỏ bé, bởi vì tôi đã nhỏ rồi. Nhưng trong thiên hà có quá nhiều điều, quá nhiều hành tinh và quá nhiều chuyện xảy ra, khiến chúng ta cảm thấy mình không là gì cả. Cảm thấy rất vô nghĩa, ít hơn cả vô nghĩa. Hai kim tinh sống sót. Vấn: Thưa sư phụ, hai kim tinh đó được cứu như thế nào? Xin ngài chia sẻ thêm với chúng con. Sư phụ: Hai kim tinh kia thì rất mát, rất tốt. Họ không có chiến tranh và họ có ít dân số ăn thịt hơn, cho nên ít nhiều họ quân bình với luật nhân quả. Hai nơi đó rất đẹp, tuyệt đẹp, xanh tươi, mỹ miều và nhiệt độ luôn dễ chịu, khiến con người khỏe mạnh, vui vẻ. Họ hiếm khi nào cãi cọ với nhau. Họ có mọi thứ họ cần, kỹ thuật và phương tiện di chuyển như điện thư này kia. Hệ thống điện thư và mạng Internet ở đây chỉ ở trình độ mẫu giáo so với của họ. Và họ có đĩa bay, dĩ nhiên. Vấn: Có sự thương lượng nào nhằm mang lại hòa bình và ổn định cho hai kim tinh được cứu không? Sư phụ: Không, đó là công đức của họ. Họ xứng đáng hưởng điều đó. Và ngay cả số nhỏ những người ăn thịt ở đó, họ biết họ sai. Mặc dù ăn thịt nhưng họ luôn luôn hối lỗi và luôn cố hết sức giảm thiểu, cho nên từ trường rất thuận lợi cho cuộc sống thoải mái. Họ sùng bái Thượng Đế, nhưng họ chỉ có một tôn giáo. Cuộc sống thật giản dị. Họ đều sùng bái Thượng Đế và theo một tôn giáo, đó là Thượng Đế Toàn Năng. Vì vậy, không có tranh chấp giữa các tôn giáo, không bao giờ.
Nếu loài người thay đổi, họ sẽ được ân phước của thiên đàng và tôi không phải làm gì nữa. Các kim tinh thuần chay. Vấn: Tại sao họ sống sót, còn hai kim tinh kia thì không? Quá trình tiến hóa cho phép họ tiếp tục như thế nào? Sư phụ: Hai kim tinh kia được cứu sống bởi vì họ chuyển sang thuần chay, bởi vì họ đạo đức hơn. Hai kim tinh kia, họ có cuộc sống sa đọa, họ sống vô đạo đức, họ không biết Thượng Đế. Họ không tôn trọng bất cứ gì họ không nhìn thấy và họ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển tiện nghi vật chất. Do đó họ có quá nhiều tiện nghi. Họ có mọi thứ họ muốn, gần giống như đời sống thiên đàng, ngoại trừ thiếu phẩm chất tâm linh, đạo đức, thánh thiện. Không chỉ vậy, họ bức hại bất cứ ai dám chống đối họ hay đề cập đến phẩm chất vô hình của thiên đàng hoặc về Thượng Đế. Bất cứ ai sống cuộc đời đạo đức và giống như kẻ thù quốc gia, họ sẽ bị săn đuổi và bị hạ sát tàn nhẫn. Đây là một nơi kinh hoàng để sống cho bất cứ ai có chút lương tâm. Lương tâm của họ là số 0. Chuẩn mực đạo đức của họ là số 0. Sự chấp nhận Thượng Đế và Đấng Thiêng Liêng là số 0. Chính điều này cùng với lối ăn thịt đã hủy diệt hai hành tinh kia. Trong khi hai hành tinh sống sót, mặc dù họ vẫn còn vài phần trăm người ăn thịt, nhưng ở mức ít hơn rất nhiều. Không phải như ăn mỗi ngày hoặc ba bữa một ngày, không phải vậy. Dầu thế, họ có sự tôn kính trong lòng và cũng đang cố gắng chuyển sang một lối sống từ bi hơn, lối dinh dưỡng, thuần chay nhân ái. Cho nên sự quân bình rất ổn định, 3 phần tư ăn chay, thuần chay và 1 phần tư ăn thịt, nhưng ở mức rất thấp, số lượng ít hơn rất nhiều. Mọi người đều sùng bái Thượng Đế, kính trọng những người hoặc chúng sinh tâm linh hoặc người tu hành. Họ khuyến khích hành vi đạo đức trong xã hội. Họ dạy luân thường đạo lý, lối sống nhân ái và thái độ từ bi trong trường học từ mẫu giáo bằng cách làm gương và khích lệ khẳng định. Trong trường, họ dạy trẻ em đối xử tử tế với nhau, với hành tinh của mình, với các bạn đồng cư khác như loài vật. Loài vật và con người sống hòa hợp với nhau và trẻ em được dạy các chuẩn mực đạo đức, hành vi bác ái từ thuở bé, cho nên lớn lên các em trở thành những công dân tuyệt vời. Người ăn thịt và người cung cấp thịt sống nơi hẻo lánh một cách hổ thẹn, xa khỏi tầm mắt những người khác. Và họ không khuyến khích điều đó nơi công cộng, giống như hiện giờ, chúng ta cấm hút thuốc nơi công cộng. Ở đó họ cấm ăn thịt nơi công cộng. Do đó người ăn thịt cảm thấy hổ thẹn, họ biết là sai và cho dù vẫn còn ăn, họ luôn cố gắng giảm thiểu. Tuy được phép ăn thịt, nhưng người ăn thịt ở đó giống như bị xã hội từ bỏ và họ cảm thấy điều đó. Nhưng một số người không tiến hóa như những người khác, cho nên họ tha thứ. Nhưng vì con số không nhiều hơn người ăn chay, do đó bầu không khí hòa bình ngự trị khắp nơi. Công đức của hành tinh được quân bình. Mặc dù 1/4 số người là ăn thịt, rất ít hoặc ít hơn họ được bù đắp bởi 3/4 của lực lượng nhân từ kia. Bởi vì xã hội nói chung đã ủng hộ lối dinh dưỡng thuần chay nhân ái, và những người ăn thịt kia, mặc dù họ làm vậy, họ biết điều đó sai, vì thế họ cũng có sự sám hối trong tâm. Đó là cách họ duy trì hành tinh của họ. Có lẽ không phải do họ muốn, nhưng bởi vì họ biết đó là lối sống đúng, và họ đã được dạy dỗ như vậy từ nhỏ, cho nên họ có rất nhiều công đức tâm linh và nhờ đó họ có thể bảo vệ được hành tinh. Dĩ nhiên, nếu toàn bộ dân số của hai kim tinh này 100% đều trường chay hay thuần chay, thì hành tinh của họ sẽ càng tốt hơn. Họ sẽ không chỉ sinh tồn phồn thịnh tiến bộ và có kỹ thuật vượt bậc như vậy thôi. Họ sẽ siêu đẳng, sẽ như là thiên đàng trong cảnh giới vật chất. Hiện tại là khoảng 80% thiên đàng hoặc 70%, nhưng nếu họ đều thuần chay thì dĩ nhiên hành tinh của họ sẽ thăng hoa về tâm linh cao hơn nhiều. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.